Hello, xin chào tất cả các bạn đến kênh channel của mình. Mình là Phương Vista. Thì hôm nay là mình sẽ dẫn dắt mấy bạn đi đến một vùng đất mới. Lần trước mình có phiêu lưu gãy cánh rồi. Giờ là mình chuẩn bị phiêu lưu lại, nhưng mà lần này mình đi bộ nha. Mình cưỡi chim rồi. Kia mình lạnh quá chết. Thì giờ mình bắt đầu nha. Bây giờ là nhiệt độ là 11 độ C, 3 giờ sáng nha mọi người. Buổi tối ở đây thì trưng à? À, thấy không? Đó, nướng ít thịt, mang thêm ít thịt thêm đi rồi. Áo còn có hồi. Được thôi. Giờ lúc trước là mình đi lên mấy trên là mình chết không à, lên mấy trên hướng mình đi hướng bắc mình chết, giờ mình đi hướng đông đi à, hướng bên phải nha. Rồi. Bắt đầu di chuyển à. Ở đây mình có tem giết mấy thú mẹ, tem đại được hai thú con mình gom mấy bạn bấm bỏ lên người nhìn dơ lắm. Mình bỏ thử coi. Đó, mọi người thấy không? Ây giời, hai người chơi vậy nè. Hỏi mới quýnh máu không? Thôi mình bỏ nó xuống rồi nè. Đẹp quá. Lên giờ sao bỏ xuống ta. Chờ mình xíu nha, đang bỏ con này xuống cái tình hình là không ổn mấy bạn ơi, vẫn giữ lên lưng luôn rồi nè, ghê quá. Đây nó nghe rờ nha, rồi thảy thú xuống nha. Trời ơi, mò nãy giờ mà trước mình thử rồi mà quên nè. Xin lỗi các bạn nha, mấy 1 2 phút rồi. Để trời đi mấy bạn thấy không, rất là đẹp. Cái này gần biển có nước nên nó hơi nước á, ánh rất là đẹp luôn. Hiện tại trong người mình có mang hẳn cái giường mới từ thi dạy thứ linh tinh để mình di chuyển qua vùng đất mới luôn. Hẳn đây mình farm dạy con hú mấy bạn à. Quá easy rồi. Thấy ít da. Cái này quýnh nó không chạy à, mấy kia chạy lúc. Con đặc biệt là con nha. Chạy mất xác luôn. Quá đơn giản các bạn. Cấp mình cao đó, tụi này còn cấp thấp level 1 mà. Hồi mình dứt cái màu à. Dưới này có cá mập. Hơi ghê. Để bơi từ đây bơi bển. Nhảy chân xa. Đỡ chết. Đây cá mập lụm mình à. Ui ôi. Đây. Đó.
Giờ mình lấn sân sâu vào trong thôi nào. Bạn thấy mình hú không? Đúng mấy cái à? Ừ, bầm tay nát hết rồi. Ý, rồi. Mình mới bị nó lột đồ nữa mọi người. Chim cướp đồ. Cướp đồ biết mất gì luôn á, rồi chạy vội đi, bắn không trúng mới nói đâu. Ồ có cái gì vậy à? Đó thằng trước đó con gì đang dí con parasol đây. Tự nhiên chắc phải là mình giết gia đình nó thấy mình nó bỏ chạy. Mày thấy này không? Này chữ già bá lửa luôn nè, con này hiền nha mọi người. Con này ăn cỏ ác thí lắm. Ghét à. Để giết mấy này coi. Đi ra. Wow, à, giới thiệu các bạn. Đây là cái hàng của con hàng của con rái cá đó, cụm đồ thôi đó. Chìm ăn nè, có chìm ăn với gỗ á đó mấy bạn. Đó để dí kìa, mấy con này thì mạnh lắm. Chạy thôi, chạy 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 chớm lại chạy. Trời tốn máu nữa rồi. Mình lút sau mình chạy. Đủ rồi, quá đủ rồi. À, này, nghi ngờ mình đang đi vô đầm lầy quá mấy bạn ơi. Vô đầm lầy quá. Mấy bạn thấy không, mình ăn này là hồi máu nè. Hồi máu lên, này bình thường cũng hồi mà hồi lâu hơn. Này nó hồi nhanh hơn chút. Ý, mình gặp Raptor nhưng mình giết nó rồi. Lung con từ tối các bạn không thấy gì đâu. Mũi rồi sáng lại. Hình như mình đánh đập các bạn. Dính độc rồi. Dạ yeah. Em bị mất máu nha. Ui trời ơi, nó còn dí nè mấy bạn ơi. Dí dây thật sự luôn á. Lỡ lấy con miếng nè. Bạn lấy cái dí ngay dày quá à. Chuyển vào dùng đầm lầy. Đây là dùng đầm lầy các bạn ơi. Quá ghê gớm luôn rồi. Dùng này vô rồi chắc đi chết sớm luôn quá. Tụi này thì đĩa này kia đủ toàn mấy vật đáng sợ không mà. Nó lần trước có con gì kìa. Đi rung lắc rồi. Ghê thật chứ. Nước đen ngòm ngòm à. Nước hồi tiền sử không phải ô nhiễm nha bạn. Này bùng. Bùng dơ hèm. Đó. Rắn đó. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Như là mình nhanh trí mình nhảy rồi. Mình chạy thì nhanh lắm mấy bạn. Chạy hơi bị đỉnh luôn á. Mọi nghe tiếng rắn rít tán lạn. Mọi bạn nghe không? Tiếng rắn đồ ghê gớm. Này sẽ chắc tới rừng đỏ rồi. Đó, trong rừng đỏ xương quá trời xương nữa mẹ. Giờ mình kiếm chỗ có sắt kìa. Mình xây dựng nhà được cửa được rồi. Ừ. Ê, chuồng chuồng hay gì á. Chuồng chuồng à. Mũi hay chuồng chuồng vậy mấy bạn. Chuồng nha. Chuồng chuồng hơi tiền sử. Tức có liền. Lấy được chitin.
Con thôi được rồi, con đại diện với bạn ơi. Đi vô sâu trong rừng đỏ nha, nếu cái này bay lên chắc đẹp quá. Rồi mô cái môi trường trên núi hơi bị cao luôn á, ngày tối chắc lạnh lắm, tối chắc hơi lạnh nha các bạn. Cái con hồi nãy, con này chạy nhanh lắm nè, con này đụng vô nó là nó chạy mất xác luôn á, không có bắt được, khó bắt lắm. Cây cỏ gì mọc tùm hết, bự chà bá lửa. Cái gì đấy, ồ một tín hiệu bạn, đó là để đi con red nha các bạn, con red chà bá lửa luôn, và một bầy raptor cute fumigue đang ở chung với nhau luôn, nó sống thành đàn vậy là chết mình rồi. Tất nhiên là mình không thể nào, nhiên là mình không thể nào để tụi nó bắt được rồi. Mình có lối đi riêng liền, tránh mọi vật cản. Nếu mà có chim thì chắc bay kiếm được mấy chỗ view đẹp hơn. Chết chim mình chết rồi. Dưới hả? Dưới cũng được đó nha mấy bạn. Ở dưới đẹp lắm. Chuyển hơi nhanh thì hơi xấu nè, nó hơi rực rú quá. Mình người mình thì bạn thấy đó, giờ hèm rồi. Lũi nhiều quá mà đồ gắt hết trơn. Mình kẹt rồi. Đấy, cái đường này là tuyến đường hợp lý nè. Nhiều máu quá ta. Bạn nghe không gì không? Đang quýnh lộn rồi, cắn táp lia lịa. Đây. Rồi nhìn nè, cảnh hơi bị đỉnh luôn. Thấy không? Ánh sáng này kia đó. Dưới là con cano. Con tuần lộc nè. Thấy không? Giờ là gần 6 giờ sáng rồi. Nhiệt độ hồi tiền sử lúc này là 36 độ C. Kinh khủng á. Giờ mình chuyển xuống dưới thôi. Thì có thể là mình chiếc luôn cano đó để phòng trừ hậu quả. Mình sẽ xài cung nha các bạn. Bắn hơi dở. Thì cô bắp cái vụ bắn cung mà lắm. Đấy. Bắn nỏ chứ, bắn cung nữa nha. Bắn nỏ. Rình 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 thôi. Rình ở vùng cao mình bắn xuống là được. Ấy da, rồi xong phim rồi mình té luôn rồi. Bậy 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 rồi. Ơi ẩu rồi. Ở đằng kia luôn mấy bạn ơi. Úi, mình đang bị mất máu. Đang mất máu ta. À, hình như đang bị đĩa bu à. Máu mình như tuột luôn mấy bạn. Nghe như máu mình đang tuột rồi. Ây da. Tình hình bắt ổn rồi mấy bạn ơi. À, lên rồi, máu lên lại rồi. Tưởng máu mình tuột chứ. Tuột là hơi mệt luôn á. Này ngon chim trĩ hả ta. Bắt chim trĩ quá. Này á cái gì mà á. Đó mình bán như vậy là chăm chăm là mình sẽ farm được thịt nó. Còn mình chém là mấy con thú nhỏ nữa khi mình không farm được gì đâu. Mình không hiểu sao nó vậy luôn á. Ví dụ con cá mà này cắn chảy muốn đít nữa các bạn. Táp một cái là đít xì máu liền. Đang ở nơi có nước nôi này kia, dự cảnh không có đẹp. Tiếng như thác à, mình đang đến thác à. Wow, không phải thác à, đây thác đây. Wow,
Ôi, chú có gì nữa các bạn. Wow, có gì vậy? À, nhìn nó chui vô thác nè. Quá là ghê gớm. Mình không biết con gì hết trơn. Trời ở đây cũng đẹp ha. Nhìn sương mù quá trời luôn rồi. À, còn di chút là quay đi hướng khác là nó mờ từ từ ha. Cảnh hơi bị ukila luôn á. À, sẵn đây cho các bạn coi cái setting của mình. Setting của mình kêu đây. Setting mình thì chỉ được tầm cao của medium thôi. Có vài cái mới lên 2 EBIT thì này cài đặt mặc định á. Định của game nó chọn cho mình. Muốn chỉnh gì hết nè. Của mình chỉnh thở hơi xấu à. Khắc phục là mặc định rồi. Kia có cano thôi mình đi bên đây luôn đấy, mình đi bên đây luôn không là mình không bị té chết chứ không hả, té mất máu là dễ chết lắm á. Raptor rồi các bạn thấy không, ví dụ ống nhòm mấy bạn coi nè, hiểu các bạn đây là ống nhòm Keep Pro như cái cỏ không vậy. Raptor level 2 ở con đó luôn nè, đang quýnh như vậy nhóc ác kìa chứ à. Nhiên level 2 là mình đâu có sợ, đúng mình không sợ, không sợ không sợ, đi đường khác sợ nha, đi đường khác cho chắc, phải xui chết sao. Rồi wow, kia chất đẹp là kia ra với mọi người rồi, ra được với đồng bằng hảo nguyên mênh mông mà. Có cây à? Đi không được. Đó. Đã đến đồng hảo nguyên mênh mông rộng lớn có nước nôi này kia rồi. Cái gì? Rùi à? Cái ếch nhái đồ tán lạng à? Được không, được không, không nổ rồi, ấy da, bậy 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 rồi bậy rồi bậy 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 rồi xong phim rồi, ấy da, mình chết xa nhà quá ta, chưa kịp xây giường mấy bạn ơi. Vừa sải giường luôn. Ok, đi lẩm xác thôi. Cái chết vừa diễn ra với mình, một bài quái vật biết pro. Rồi, bài đó gặp thì mình thua rồi, đúng rồi. Rồi, đáng sợ quá. Trang bị cho mình vũ khí mới. Khô máu tụi nó luôn. Xe băng qua đây rồi. Đi nhặt xác thôi mấy bạn ơi, đã hy sinh rồi. Nha bạn thấy không? Thấy mình cấp 7 mấy chứ. Đập mấy chim búng lại thì không, mấy đà điểu chứ, đà điểu chơi không lại, có mình mẹ mổ 4 con rồi. Trên bảng điện thoại thì có 3 con một bộ thôi, từ 4 con cứ chịu nổi. Và ngày trên núi không lạnh nha, thường lên núi giờ là lạnh teo buji luôn á. Ừ, cố gắng chạy bệnh lấy đồ giường chiếu rồi bệnh hết rồi, đồ trước khi mình vào game mình farm mình làm bệnh hết, tất nhiên không phải để nó mắc được rồi, vội vàng lụm thôi mình chạy luôn. 1000 mét chứ mấy, không mét là được, tiền sử khỏe lắm các bạn,
Con hồ mình cầm full stamina rồi. Đó, con nó tơi bây giờ ra nè. Tơi người lắm, mình lỡ cái nó chạy nữa bạn, con này thì qua xin trâu rồi. Đó. Con đậu trên được vách núi này kia luôn á. Ui. Ui. Tao xuống ta. Rồi ăn cứt rồi. Mình lại chết rồi. Trời ơi. Dù cũng chưa có hồi sinh luôn, dù cũng chưa random luôn. Trời buồn, trời đổ cơn mưa. Chết quá trời thương mình, trời đổ mưa luôn các bạn ơi. Đổ mưa luôn. Cuối quắc luôn. Làm sao để qua bển đây? Cái đường này thì phải qua núi. Phải có đường xuống luôn các bạn. Chắc là có đường xuống rồi. Không thể khuất phục được. Làm lại. Cô cái này thì mình phải làm lại kiểu khác. Ngày ngày trời đổ mưa này. Cảnh sắc đồ đẹp nhé bạn. Này này đẹp không? Đá là dính nước mưa nè. Nước nhẹp hết trơn. Nhìn đồ họa quá chân thật. Cái chết mình diễn ra cũng chân thật y như đồ họa vậy mấy bạn. Thật là tàn nhỉ. Không biết mưa lơi lên lá cây có rút rút nhúc nhích không? Không nha không. Rồi nước mưa rồi nó gầy không có nhúc nhích. Đây. Này giờ nó đi xuống đây. Đi cao. Từ từ. Như ruộng bậc thang. Kéo xuống được à. Lắm. Đã xuống được thành công. Chạy cặp cái này mình đụng cái xác không mình. Nó không có quái gì đâu hả? Quá gì đâu, chỉ có cây tán hơi rộng thôi. Cái gì vậy? What happened? Một chớp nè ơi. Chớp thôi, chỉ là một chớp thôi. Đây, mình đâu đây nè. Đây, mình đây mở mấy bạn ơi. Không lấy được xác mình luôn rồi trời. Mình phải muốn banh xác mình mới được. Đấy, muốn banh xác mới lấy được nha các bạn. Lấy cái rìu thôi. Lại di chuyển. Có đồng bạn rồi. Ngay dưới rồi. Tục di chuyển thôi. Chỉ như cái xác hồi nãy rất là nhiều đồ luôn. Thì mình lượm được cái xác thì chắc mình kết thúc con trò con xin nách mấy bạn ơi. Bạn thấy con xin nách chưa? Đây mình sẽ cho các bạn con xin nách. Đây hiểu bạn đó là con xì nách à, chạy đây giỡn hả còn xí thôi mình di chuyển để này nó cắn này hốc cốt luôn á. Xì nách tùm lum màu hết mọi người ơi, tán lạng sơn động hết.
Ôi, có Rokudai nữa kìa. Cá sấu Rokudai. Thực hiện tốc độ cao liền. Dunia rồi là gây gớm. Chạy bắn nước luôn. Chạy như vậy mà còn bị bắt nữa là thôi rồi. Chắc đi đúng hướng rồi đó. Phải. Ôi trời ơi, bơi luôn mấy bạn ơi. Mình đang bơi. Không mà không gặp con gì. Cá sấu không gì là cũng đi luôn á. Ghê quá. Giờ mình lầy quá trời quá giật luôn à. Thì vô ghê đáng sợ vãi chưởng. Úi dồi, rắn. Úi dồi, rắn. Tất nhiên là sau mới cắn được anh được. Ghép luôn. Ráng chạy. Sợ vãi chưởng. Đấy. Chạy lên đằng kia là mình thấy lấy được lại cái xác của mình rồi đó. Trời ơi, cá sấu nhảy à. Không nhảy thì thôi đi đường đó được. Đi đường khác. Hỏi đường liền. Rồi đầm lầy thôi đục cục đục cái ghê quá. Ta nãy khu mình vô khu quắc luôn rồi đó có đỏ rơi vô cái này khu khu quắc khu quái không là quái. Tất nhiên là không biết cái xác mình đâu các bạn ơi. Nghiên cứu rồi xác mình nằm đâu mới được. Cái xác mình nằm đâu đây nè. Úp đằng kia. Chạy lên nữa. Ok. Ok. Chạy lên nữa. Chạy lên nữa. Con chạy siêu nhanh đó. Nó nữa rồi, chắc là đi nữa rồi đó. Rồi đi gần cái kia đi rồi rung lắc xong. Chạy đến đây thú quá mình nhớ mang máng à. Mình xác mình chắc nó ăn là không còn cái gì đâu. Rồi nó kìa, bay đó kìa. Túi đồ bên đây nè. Wow, con luôn mấy bạn. Thịt mình đó mấy bạn ơi. Cái đồ đâu ta. Ở ngay chỗ mình nãy mình tử vong nè. Túi đồ là không thấy rồi đó.
đi lùng cái túi đồ. Chết sao ta. Tờ. Làm sao mà dí được. Nó dí tới năm sau không được nữa. Giờ mình tìm tới đâu tới năm sau cũng không được luôn. Rắn kìa. Cái kia không đánh nhau. Kỳ ta. Kéo quá. Full máu, cần thêm miếng áo nữa. Nhớ túi đồ mà nằm không ta. Con rắn lên tới. Con này thì độc của nó rồi, chắc là mình sẽ ngất á. Chả sao, rắn chết rồi. Cái này là ăn xác nè. Này không đánh nhau ta. Đánh nhau đỡ quá. Còn dưới này hoài luôn á. Không mở. Chết nữa bạn ơi. Nó lại tiêu mạng rồi. Ví dụ mình nó không hồi sinh được ta. Được rồi nè. Chết thêm một lần. Thôi. Chiến này kết thúc đi bạn ơi. Chiến này thất bại rồi. Đi ngắm cảnh tiếp. Lỗi các bạn ơi. Tiếp này cũng dài rồi. Dẫn đây các bạn. Chào. Hẹn gặp lại các bạn nha. Không rồi. Để chào lại. Ấm trúng gì. Ơi, chúc mấy bạn ngày làm việc vui vẻ nha.